Xin chào tất cả quý vị các bạn nha. Hôm nay thời tiết ở mùa ngoài miền Bắc rất là lạnh, nhưng mà mình sẽ làm món cá nục một nắng sốt cà chua. Đây, cá nục một nắng sốt cà chua nhé. Cá rất là tươi và ngon nhé. Cá tươi và ngon. Cái cá này không phải là cá bình thường ngoài chợ đâu các bạn nhé. Cá này là cá của bạn mình. Bạn mình ở Nghệ An á, tự đi chọn những con cá tươi như thế này, xong rồi về phơi ra, phơi một nắng ra này. Phơi một nắng xong rồi cắt bỏ đầu ruột sạch sẽ, xong rồi rửa sạch bỏ vào túi và bột chân không cho mình. Đây nha các bạn nhé. Đây là như mình bột chân không này. Đây, bạn mình làm sạch sẽ cho mình đó, gửi cho mình luôn. Nên là không phải là những cái cá mà ngoài chợ, ngoài hàng không đảm bảo chất lượng đâu nhé, mà cá này là ăn cực kỳ tươi và ngọt. Còn ngoài chợ mua những cá này về, cá biển, cá nục này về thì ăn rất là bã và không có độ ngọt của cái cá nữa. Còn cá này thì mình ăn đảm bảo an toàn rồi, vì sao mình còn phải chọn những cái thực phẩm sạch. Mình gửi từ Nghệ An quê, Nghệ An là bạn mình tự chọn và tự làm cho mình. Bây giờ mình sẽ rán cá nhé. Mình bật bếp cho rán cá. Mình để nóng giờ chảo một tí thôi, mình sẽ cho dầu ăn vào. Chiên vàng đi. Xong con vừa làm được nhà, vừa làm video, vừa nấu ăn, nhưng mà rất là bận nên là mình không thử nấu ăn, mình quay video chia sẻ với các bạn. Nhưng mình có thời gian đi ra ngoài, thì con đang còn bé, con mình mới có ba hơn 3 tháng. Bên Bắc này thì ăn cá này cực ngon luôn. Đây là đồng hồ ăn cá đó. Có cả luôn ăn cũng ngon. Mình sẽ đẩy kia. Này thôi là nó bắn dầu đi ra. Rất là bẩn.
Sống cái chua này, hai nữa là chúng ta rim chua con mật ngọt cũng được, nhưng mà rim mật ngọt ạ. À, thứ ba nữa là rán giòn lên chúng ta cắm nước mắm ăn cũng ngon nhé. Nhưng mà nhà mình thì thích ăn cay, nhưng mà nhà mình con bé quá thì tất cả các loại cá mình không bỏ cay, nhưng mà cá mà bỏ cay thì ăn quá ngon luôn.
nó lên mùi thơm như thế này rồi. Nguyên cả hàng tượng mua về bán nó là không thơm ạ. Nó ẩm tẩm cho gói chắc nó lo quá, lo ngày quá nên là nó cái độ thơm của nó không còn nữa. Cá xong nhá, đây, thơm quá, quá thơm đi. Bây giờ mình sẽ tiến hành cốt cá, tỏi này, mình bỏ tỏi vào mình phi cà chua nhé, khi tỏi lên vàng đều chúng ta bỏ cà chua vào.
lắm các bạn. Cái sốt vừa ngon này, cá thì rất là tươi này, ăn cực kỳ ngon luôn. Tí nữa bạn ăn cơm bạn có thể chan cái nước này ăn cơm cũng là ngon đấy. Một tí nữa cho nó ngấm gia vị nhé, ngấm cá ngấm gia vị đó. Đây các bạn phải chuẩn bị một cái hành này, hành lá. Khi nào được cá thì mình sẽ vắt hành lá lên. Hoàn thành nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha. Chúc các bạn có một buổi ăn ngon miệng nhé.